Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan cho các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 khẩn trương đến trạm y tế xã phường thị trấn nơi cư trú tạm trú để khai báo y tế. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều gồm số 1 trên 18D đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, số 162 trên 115 đường Nguyễn Diệt Hồng, phường An Phú, số 48 trên 6 đường Mậu Thân, phường An Phú, số 649 trên 29 trên 28 trên 7, ngờ khu vực 3, phường An Bình, số 46A1 trên 3A, khu vực 5, phường An Bình, số 301A trên 4, khu vực 4, phường An Khánh, số 11 đường Trần Văn Ơn, phường An Hòa, số 32 trên 5 đường Trần Diệt Châu, phường An Hòa, số 95... 278 trên C21 đường Tầm Du, phường Hưng Lợi, số 768 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, số 22 trên 63 trên 8 đường Mạch Đỉnh Chi, phường An Cư, số 18 trên 42 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng gồm số 168-171, khu vực Phú Xuân, phường Phú Thứ, khu vực 2, khu vực 4, khu vực 10, phường Hưng Phú. Các thời điểm thuộc quận Bình Thủy gồm số 23 trên 12, 191 trên 8, 221 trên 12, 222 trên 12, 225 trên 9, 230 trên 12, 372 trên 19, khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, số 604 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Hòa, số 174 trên 8, khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, số 269 trên 11, khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, số 224 trên 9, đường Đinh Công Chánh, khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, lô 40, chợ Phó Thọ, phường Long Tuyền, số 280H trên 91B, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, số 174 trên 23 đường Trần Quang Diệu, khu vực 4, phường An Thới, số 122 trên 8 đường Nguyễn Thông, phường An Thới, số 104 đường Nguyễn Thông, khu vực 1, phường An Thới, số 64 đường Thái Thị Nhạn, khu vực 1, phường An Thới, số 15 trên 1, phường Trà An, số 21B trên 7, tổ 4, khu vực 1, phường Trà An, số 18 trên 20 trên 16 C hẻm 32, số 40 trên 8, đường Hồ Trung Thành, tổ 5, khu vực 3, phường Trà An, số 42 B trên 4, khu vực 2, số B7, khu vực 4, phường Trà Nốc, số 46 A trên 8, đường Lê Hồng Phong, khu vực 6, phường Trà Nốc, khu vực 1, phường Bình Thủy, hẻm 5, tổ 7, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, số 399 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 6, phường Bình Thủy, số 96 đường Đặng Thị Nhường, phường Bùi Hữu Nghĩa số 442 trên 14 trên 2, khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa. Các địa điểm thuộc quận Ô Môn quận thuốc nốt gồm khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới của Ô Môn, khu vực Thới Quà, phường Phước Thới của Ô Môn, công ty QM, phường Phước Thới của Ô Môn, khu vực Long Thành 2, phường Trung Kiên, quận Thuốc Nốt, khu vực Long Thành A, phường Thuốc Nốt, quận Thuốc Nốt. Các địa điểm thuộc quyền Phong Điền gồm ấp Nhân Phú, xã Nhân Ái, ấp Nhân Thuận 1, xã Nhân Nghĩa, ấp Tân Quà, xã Giai Xuân và ấp Trường Quà, xã Trường Long.